Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những hoạt động trên không gian số quen thuộc như lướt mạng xã hội, mua sắm trực tuyến, làm việc online cho tới những hoạt động xu hướng đang dần trở nên quen thuộc trên không gian số như là hành chính công, đô thị, giao thông thông minh. Tất cả đang được lưu trữ và vận hành trên đám mây, cloud với những trung tâm dữ liệu hiện đại. Còn tại Việt Nam thì sao? Việt Nam được đánh giá là một trong 10 thị trường mới nổi trên thị trường trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây. Hiện có 5 nền tảng điện toán đám mây Make in Việt Nam đáp ứng các tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật phục vụ chính phủ điện tử, chính quyền điện tử. Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều ưu thế mà điện toán đám mây mang lại thì công nghệ này cũng đặt ra những thách thức, trong đó có vấn đề về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu. Do đó, bảo mật dữ liệu trên cloud cần được quan tâm, chú trọng như thế nào và cần có những giải pháp gì để hạn chế nguy cơ rủi ro mất an toàn thông tin trên nền tảng điện toán đám mây. Những câu hỏi này sẽ được giải đáp cùng với khách mời của Vietnam On ngày hôm nay. Mời quý vị hãy cùng xem khách mời chương trình tuần này là ai. Vâng, thưa quý vị, đây chính là vị khách mời ngày hôm nay của chúng tôi. Đầu tiên thì xin được cảm ơn anh đã nhận lời mời đến với chương trình Vietnam On ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn Vân Trang và xin gửi lời kính chào đến quý vị khán giả. Vâng ạ, thưa anh, câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới anh thì có lẽ là chúng ta vẫn hay nghĩ rằng là điện toán đám mây thì là một cái nền tảng nào đó xa vời. Thế nhưng mà thực ra thì mọi người sử dụng hàng ngày từ những cái nền tảng như là Facebook, rồi Instagram, Zalo và nó hiển hiện hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, không chỉ là với mục đích là chúng ta có thể giải trí mà chúng ta có thể làm việc và tương tác với nó hàng ngày nữa. Và phần lớn các nền tảng và dịch vụ được sử dụng phổ biến hiện nay thì đều đang vận hành trên cơ sở điện toán đám mây. Vậy thì anh có thể chia sẻ rõ hơn lý do tại sao nền tảng điện toán đám mây đang được coi là xu hướng của tương lai? Thực ra là nền tảng điện toán đám mây thì đã có cái lịch sử là bắt đầu từ những năm 2000 rồi. Lấy ví dụ như là nếu bây giờ mà Vân Trang có định đi mua một cái máy tính để bàn ở nhà thì thông thường là Vân Trang sẽ phải đi ra cửa hàng chọn lựa mua về nhà, sau đó lắp sau đó thì lại phải sử dụng sau một thời gian lại mình lại nâng cấp. Thì dẫn đến câu chuyện là dần dần các cái nhà cung cấp dịch vụ người ta mới nghĩ rằng tại sao là thay vì phải là đi mua như thế thì mình cung cấp thành một dạng dịch vụ. Có nghĩa là ngày hôm nay thay vì đi mua thì Vân Trang lên trên web chọn một cái cấu hình, sau đó sử dụng sau một thời gian thấy cảm giác như là cấu hình nó đã hơi lỗi thời rồi thì lại bỏ ra một chút nữa để thuê, là nâng cấp cái giá đấy lên, mà cứ sau một thời gian mà mình thấy nó không phù hợp nữa thì mình lại bỏ thêm tiền để mà mình mua thêm. Thì cái đấy nó gọi là cái tư duy là as a service và on demand, tức là khi nào mà tôi cần là tôi sẽ có thể chi thêm tiền và tôi thuê thêm chứ không phải là đi mua nữa. Đấy, thì cái mô hình mà cung cấp dưới dạng dịch vụ như vậy thì nó giúp cho cái người sử dụng ấy, người ta sẽ thấy là bây giờ là thay tôi không phải lo lắng về câu chuyện là thiết bị của mình bị hỏng hóc, người ta phải tốn chi phí để mà nâng cấp các cái thứ nữa, mà thay vì đấy là tôi sẽ có thuê một cái nhà cung cấp để người ta sẽ lo hết toàn bộ cái việc đấy cho tôi. Tôi chỉ tập trung vào trong cái công việc chính của tôi thôi. Thì công việc của cá nhân Vân Trang, ví dụ như là văn phòng rồi là soạn những cái tài liệu như thế, công việc của các bạn ở Viettel chẳng hạn thì sẽ là những cái công việc liên quan lập trình viên rồi là những cái công việc khác. Đấy, thì cái điện toán đám mây dần dần nó trở thành xu hướng bởi vì là nó giúp cho người sử dụng cuối cùng chỉ tập trung vào trong cái core business, tức là những công việc chính của mình thôi. Còn lại những cái vấn đề khác như kiểu là vận hành, rồi điện nước, rồi là sợ hỏng hóc, rồi nâng cấp thiết bị, thì những cái đấy là sẽ có những gọi là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, người ta sẽ lo hết toàn bộ những khoản đấy cho mình. Vâng ạ, như vậy là chúng ta chỉ cần tập trung vào cái công việc của mình thôi và có thể dành toàn bộ sức lực để có thể tối ưu hóa cái công việc của mình. Và chúng ta sẽ cùng đến với một vài con số, đó là tổng doanh thu thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam năm 2023 là 12.800 tỷ đồng, tức là tương đương với hơn 500 triệu đô la Mỹ. Và một dự báo đã cho rằng là quy mô sẽ đạt hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Anh đánh giá như thế nào về những con số này ạ? Thực ra những con số này là những con số nó mang tính chất là biến động và sẽ phải có cái sự audit lại hàng năm. Đấy, ví dụ năm 2021 thì các cái nhà cung cấp dịch vụ như kiểu là McKinsey hay là Gartner, người ta đánh giá là quy mô của nền kinh tế điện toán đám mây tại Việt Nam đến năm 2025 là 700 triệu đô và năm tiếp theo sẽ chỉ khoảng tầm 350 thôi. Nhưng mà thực tế ra là cái đà tăng trưởng của điện toán đám mây tại Việt Nam của mình nó lại còn vượt hơn cả mức như vậy. Người ta tiên đoán rằng là sẽ là chỉ tăng trưởng khoảng tầm từ 20 đến 22%, nhưng thực tế ra của mình là gần 30%. Có nghĩa là càng về sau nó sẽ dựa vào trong những cái làn sóng về chuyển đổi số, những cái chính sách của nhà nước mình và cũng như là cái nhu cầu thực tế của người dân cũng như là của các doanh nghiệp Việt Nam, và từ đấy là suy ra được cái con số. Một năm trước là trong một bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khi mà đến làm việc với một doanh nghiệp viễn thông như cả Mobifone ấy, thì Bộ trưởng có dự báo rằng là nền kinh tế về điện toán đám mây sẽ chiếm 1% GDP, tức là tương đương với 5 tỷ đô. Đấy, cho nên là cái con số mà các cái hãng tư vấn độc lập người ta đánh giá như mà như Vân Trang vừa chia sẻ, và các con số mà các lãnh đạo nhà nước mình kỳ vọng ấy, là những con số nó rất lệch nhau, nhưng mà lãnh đạo thì kỳ vọng nó sẽ cao hơn thế rất là nhiều. Rõ ràng rằng chúng ta cũng đã có một cái thị trường rất là lớn mạnh và
phát triển rất là nhiều. Và cụ thể ví dụ như là tại Việt Nam thì chúng ta thấy là có 4 nhà cung cấp, đó là Viettel, CMC, FPT, VNPT thì chiếm gần 90% thị phần của các nhà cung cấp dịch vụ cloud trong nước. Vậy thì các đơn vị này nó thể hiện vai trò ra sao trong thị trường cloud thưa anh? Thực ra là có nhiều nhà cung cấp hơn, nhưng mà nếu mà chiếm thị phần lớn nhất trong cái miếng bánh về điện toán đám mây ở trong nước ấy, thì đúng là 4 nhà cung cấp đấy. Tuy nhiên là cái điều đầu tiên cần phải nói là 4 cái miếng bánh về điện toán đám mây mà các nhà cung cấp nội địa đang chiếm được ấy, nó chỉ chiếm khoảng tầm 20-22% thôi. Một năm trước thì là 20%, sau năm 2023 thì mình, các nhà cung cấp ngồi xem lại thì thấy là tăng trưởng lên được 2% là so với các nhà cung cấp nội địa. Có nghĩa là các doanh nghiệp tại Việt Nam này hiện tại thì đang sử dụng những cái dịch vụ điện toán đám mây của các nhà cung cấp như Amazon, này, Microsoft, những Big Tech ở trên thế giới nhiều hơn. Và các nhà cung cấp còn lại ở trong nước như là 4 nhà cung cấp mà bạn vừa kể là chỉ chiếm 20%. Và con số mà bạn vừa là thực tế là 90% của 22% trong cái con số đấy. Tuy nhiên có một cái điểm sáng ở đây là gì, là điện toán đám mây thì người ta đã có trên thế giới gần 30 năm trước rồi. Ở Việt Nam mình cần khoảng tầm 10 năm là đã bắt đầu nghiên cứu. Và 5 năm đổ lại đây là bắt đầu là có những cái chính sách và những cái xu hướng về mặt công nghệ rất là rõ nét ở trong cộng đồng công nghệ cũng như là các cái doanh nghiệp. Đơn cử như là năm 2023 vừa rồi, cuối năm 2023 thì khi mà luật viễn thông được ban hành lại và được Quốc hội thông qua thì đã đưa hẳn điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu đưa hẳn vào trong luật viễn thông và có những cái chính sách rất là cởi mở. Tiếp theo nữa là trong những cái quy hoạch về hạ tầng thông tin số vừa được ban hành vào tháng 1 năm 2024 và cả những cái chính sách về hỗ trợ định hướng về quy hoạch về công nghệ và sử dụng điện toán đám mây thì đều đã nói về những cái cách hướng dẫn và những cái tiêu chuẩn để làm sao để các doanh nghiệp có thể sử dụng và triển khai trong nền tảng điện toán đám mây. Khi mà mỗi cái ban hành văn bản trong cái chính sách của nhà nước như thế thì tất cả các cái doanh nghiệp mà như bạn vừa nêu tên ấy đều là những doanh nghiệp mà tham gia và rất là nhiệt tình trong câu chuyện là đóng góp này và làm sao đấy để có thể có những cơ chế không chỉ những doanh nghiệp mà 4 doanh nghiệp lớn như vậy mà những cái doanh nghiệp được thụ hưởng và những cái doanh nghiệp muốn tham gia vào cuộc chơi về điện toán đám mây đều có thể tham gia và nó dễ dàng, nó cởi mở hơn. Đúng như anh chia sẻ thì các doanh nghiệp vô cùng nhiệt tình đối với công nghệ điện toán đám mây. Thế nhưng mà cái 90% như tôi vừa cung cấp thì nó chỉ thuộc từ 20-22% tổng cái thị trường của Việt Nam thôi. Vậy thì chúng ta có những cái điểm mạnh gì để có thể tăng thị phần của cái thị trường điện toán đám mây này trong các doanh nghiệp nội địa, thưa anh? Vì sao mình chỉ chiếm được 20-22%? Bởi vì là cái quá trình mà phát triển lịch sử về điện toán đám mây trên thế giới nó đã có con số là 30 năm rồi. Và cái quá trình phát triển như thế nó dẫn đến là cái hệ sinh thái sản phẩm cũng như là cái quy mô về phần hạ tầng của các nhà cung cấp ở trên thế giới nó rất là khổng lồ. Mình ở tại Việt Nam các doanh nghiệp nội địa mới chỉ được bắt đầu cách đây khoảng tầm 10 năm đổ lại đây. Và đến thời điểm hiện tại vì cái hệ sinh thái của mình thì vẫn thua so với các nhà cung cấp trên thế giới. Tuy nhiên ấy, mình đã có một cái lợi thế rất là mạnh. Thứ nhất là gần đây có những cái nghị định, có những cái chính sách ra, ví dụ là nghị định 53 và nghị định 13 yêu cầu là toàn bộ các cái cơ sở dữ liệu, các cái dữ liệu về cá nhân của người Việt Nam phải đặt tại trong lãnh thổ của Việt Nam. Thì Bộ Công an là đơn vị sẽ chủ trì về rà soát cái như vậy. Và cái thứ hai nữa là gì, là các cái sản phẩm có do 4 cái doanh nghiệp mà đang chiếm 90% của 22% ấy, đấy là những doanh nghiệp mà có những cái sản phẩm mà theo cái chiến lược cái Make in Việt Nam của Bộ Thông tin Truyền thông. Có nghĩa là khi cung cấp dịch vụ đấy cho người Việt Nam là của doanh nghiệp Việt Nam. Khi cần sự hỗ trợ và khi cần sự thay đổi thì là sẽ có những con người Việt Nam tại Việt Nam đến hỗ trợ. Và cái thứ nữa là tất cả những cái này là đều có được cái sự hỗ trợ cũng như là sự thúc đẩy của chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam. Hoạt động trong lĩnh vực hàng không, đơn vị này phải lưu trữ và xử lý khối lượng lớn dữ liệu của khách hàng. Nếu như trước đây, việc phải đầu tư riêng hạ tầng lưu trữ rất tốn kém và khó kết nối, thì nay, với việc ứng dụng điện toán đám mây, công việc đã trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn nhiều. Điện toán đám mây ra đời nhằm khắc phục những hạn chế của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thống và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Có thể kể đến như là tiết kiệm chi phí đầu tư công nghệ, tiết kiệm chi phí sử dụng, hay là cái việc mở rộng và thu hẹp các phạm vi và quy mô một cách linh hoạt, rồi lưu trữ và chia sẻ dữ liệu cách an toàn, hay là sao lưu và khôi phục dữ liệu một cách nhanh chóng. Còn với ngân hàng này, việc đảm bảo an toàn dữ liệu thông tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ điện toán đám mây luôn là ưu tiên được đặt lên hàng đầu. Do đó, việc lựa chọn sử dụng dịch vụ này của một doanh nghiệp công nghệ trong nước được xem là tối ưu và hiệu quả hơn rất nhiều. Các cái công ty điện toán đám mây tại Việt Nam thì là có cái hạ tầng công nghệ thông tin đặt tại Việt Nam, có cái hạ tầng viễn thông Việt Nam, vì vậy mà đảm bảo việc kết nối giữa các cái đơn vị doanh nghiệp đối với hạ tầng điện toán đám mây tại Việt Nam. Ngoài ra thì các doanh nghiệp tại Việt Nam hiểu về văn hóa, hiểu về luật pháp Việt Nam,
Như vậy đó là những lợi thế lớn đối với các cái doanh nghiệp khi mà triển khai hạ tầng điện toán đám mây cho các cái doanh nghiệp tại Việt Nam. Ưu điểm lớn nhất của công nghệ điện toán đám mây chính là đơn vị sử dụng cloud sẽ không cần đầu tư hạ tầng, sử dụng cùng lúc nhiều ứng dụng, dịch vụ. Hiện nhiều doanh nghiệp công nghệ đã đầu tư nguồn lực làm chủ công nghệ và phát triển nền tảng điện toán đám mây Việt Nam, không phụ thuộc vào công nghệ lõi của nước ngoài. Các chuyên gia công nghệ đánh giá, đám mây là khoảng không gian cơ hội rất mở rộng và hiện tại Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Hiện nay, quy mô thị trường cloud ở Việt Nam đạt khoảng hơn 400 triệu đô la Mỹ, nhưng dự báo đến năm 2025 sẽ đạt mức 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là một dư địa tăng trưởng rất lớn cho các doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ cloud. Quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì rõ ràng là chúng ta không thể bàn cãi về những cái tiện ích mà công nghệ điện toán đám mây mang lại cho cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những lo lắng, ví dụ như là bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của con người. Thì đó là những cái điều mà mọi người vẫn luôn bàn tới từ rất là lâu nay rồi. Vậy thì anh có thể chia sẻ xem là công nghệ này có thể đem đến những cái tiềm ẩn nguy cơ gì? Thực ra là công nghệ điện toán đám mây nó có hai cái tiềm ẩn chính. Tiềm ẩn thứ nhất chính là lộ lọt và thất thoát dữ liệu. Có nghĩa là dữ liệu đây là dữ liệu của cá nhân, dữ liệu của doanh nghiệp. Khi mà đưa lên trên nền tảng điện toán đám mây, nó sẽ có cái rủi ro là để người khác tấn công vào. Vì sao có thể tấn công được thì nó lại đến từ hai yếu tố. Một là do chính người sử dụng. Bởi vì là khi sử dụng nền tảng điện toán đám mây thì một cách nào đấy thì người sử dụng cũng như là doanh nghiệp là phải biết cách sử dụng. Ví dụ như là nếu bây giờ Vân Trang mà sử dụng cái dịch vụ về ai cũng biết rồi như kiểu Google Drive, sau rồi OneDrive thì vô hình chung thì Vân Trang cũng phải biết là cách đăng nhập như thế nào, sau đó thì cấu hình rồi là một vài bước cơ bản. Doanh nghiệp thì nó còn phức tạp hơn. Cho nên là trong quá trình như thế mà chỉ cần một sai sót nó để ra lộ ra một cái lỗ hổng là có thể bị khai thác. Tiềm ẩn thứ hai là đến từ chính nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. Có nghĩa là trong quá trình mà mình sử dụng những cái dịch vụ, sử dụng những cái phần mềm là mình cung cấp dịch vụ cho khách hàng cuối, nhưng mà mình lại để cho một vài cái bản vá, một cái lỗ hổng mà mình chưa được cập nhật kịp thời ấy, thì ngay lập tức là những cái gọi là hacker và những kẻ tấn công có thể lợi dụng để mà tấn công vào được. Đấy, thì gần đây chúng ta có thể thấy là hàng loạt những cái cuộc tấn công mang tính chất là sử dụng mã độc để mà mã hóa dữ liệu, sau đó thì tống tiền. Hay thứ hai nữa là những cái cuộc tấn công mang tính chất là từ chối dịch vụ. Có nghĩa là khi mà Viettel hay VNPT là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho nhiều doanh nghiệp cùng một lúc, thì sau đó tấn công thẳng vào trong cái nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây thì tất cả các doanh nghiệp đều sẽ bị ảnh hưởng. Đấy, thì một rủi ro thứ hai là đến chính từ nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, vì là cung cấp cho nhiều khách hàng mà nếu không có những cái giải pháp, không có những cái cách thức để phòng chống thì nó sẽ ảnh hưởng đa dịch vụ, ảnh hưởng đến rất là nhiều khách hàng. Vâng ạ, rõ ràng là cái vai trò của nhà cung cấp dịch vụ là vô cùng quan trọng. Vậy thì anh có thể phân tích cụ thể hơn cái vai trò đó để làm thế nào mà chúng ta có thể bảo vệ những cái khách hàng và tránh được cái việc ảnh hưởng đa nền tảng như anh vừa phân tích không ạ? Nhà cung cấp dịch vụ thông thường là sẽ có hai vai trò chính. Vai trò thứ nhất là tư vấn. Bởi vì là khi mà khách hàng đang có ý định sử dụng dịch vụ thì sẽ phải có tư vấn cho khách hàng, đặc biệt là những khách hàng là doanh nghiệp, là những cơ quan mà thuộc nhà nước, thuộc nhà chính quyền của Việt Nam thì sẽ phải tư vấn. Thứ nhất là tư vấn về những cái chính sách, về những cái tiêu chuẩn của Việt Nam là an toàn lưới điện cấp độ 3, cấp độ 4, cấp độ 5, về những tiêu chuẩn như kiểu là tiêu chuẩn về nếu mà sử dụng liên quan đến tài chính, ngân hàng thì là tiêu chuẩn quốc tế như kiểu PCI-DSS, thì tất cả những cái chứng chỉ và những cái tiêu chuẩn như vậy là ở Viettel là đều có và có một bộ máy để mà tư vấn cho khách hàng. Cái thứ hai là sau khi tư vấn xong ấy, thì khi mà khách hàng triển khai dịch vụ lên trên đấy rồi thì trong quá trình mà vận hành dịch vụ như thế thì là phải có cái việc gọi là giám sát. Giám sát này thì lại từ hai phía. Một là từ phía khách hàng cũng sẽ phải có nhiều khi là có một bộ máy hoặc là quy trình để mà giám sát. Còn nếu mà không có thì Viettel lại cung cấp một cái dịch vụ là hỗ trợ khách hàng để mà giám sát. Thì khi mà giám sát như thế thì nhìn thấy những cái sự kiện lạ hay là nhìn thấy những cái mối nguy gọi là rủi ro và tiềm ẩn thì cũng phải cảnh báo cho khách hàng kịp thời, và từ đấy là còn đưa ra khuyến nghị để cho khách hàng để mà xử lý. Thì những cái khuyến nghị mang tính chất là nó nhạy cảm thì sẽ cần phải có sự xin phép và gọi là lại tiếp tục tư vấn cho khách hàng là làm cái này thì nó ảnh hưởng đến như thế nào và để khách hàng đồng ý. Còn nếu không thì có những cái mà đưa có thể là ủy quyền hoàn toàn cho nhà cung cấp dịch vụ như kiểu là Viettel hay VNPT hay là VNG để có thể là tự động xử lý luôn. Và cái cuối cùng là từ phía của nhà cung cấp dịch vụ, nhiều khi là không phải là mình dùng Vân Trang giả sử dụng dịch vụ Viettel chẳng hạn, thì nhiều khi là Vân Trang cũng không quan tâm lắm đến câu chuyện, nhưng mà Viettel cũng có nghĩa vụ là phải báo cáo và thông báo cho khách hàng là hiện nay là trên mạng lưới của Viettel này, dịch vụ của Viettel này đang có những cái rủi ro như này, Viettel đang sử dụng, đang khắc phục như thế này như thế kia, và khuyến cáo cho khách hàng thay đổi mật khẩu đi rồi thế này như thế. Đấy, thì đấy là những cái mà ba bước tối thiểu mà nhà cung cấp dịch vụ đều phải gọi là đi cùng với song hành với khách hàng. Trong cái câu trả lời cũng như là phân tích của anh thì anh luôn nhắc tới là khách hàng cũng là một cái yếu tố vô cùng quan trọng để có thể giảm thiểu rủi ro. Vậy thì những người sử dụng dịch vụ điện toán đám mây thì cần phải có những cái ý thức về bảo mật dữ liệu như thế nào? Trong cái câu chuyện về an toàn và an ninh bảo mật ấy,
yếu tố về rủi ro nhất và tác động lớn nhất luôn luôn là con người. Cái khách hàng ở đây cũng chỉ là một cái, bởi vì là con người thì chính là ở cả khách hàng và cả nhà cung cấp dịch vụ. Thì cái yếu tố mà thất thoát về dữ liệu ấy là một cái yếu tố mà thường trực xảy ra. Thì như mà mình cũng đã trình bày từ các phần trước ấy, ở khách hàng ở đây ấy, thì một là về quy trình đây là quy trình để kiểm soát từ con người là con người sử dụng và khai thác dữ liệu, con người vận hành dữ liệu và cả con người mà quản trị và phát triển những cái ứng dụng như thế. Cái thứ hai là con người ở đây là con người, cái quy trình tương tác giữa con người là ở bên phía của khách hàng là nhà sử dụng dịch vụ và con người ở bên phía là nhà cung cấp dịch vụ như kiểu là Viettel, bởi vì là phải có cái sự đồng nhất thông tin và sự phối hợp nhuần nhuyễn ấy, thì khi mà mình đề phòng khi nó có một cái gì đấy nó xảy ra, nhưng khi nó đã xảy ra cái gì đấy thì cũng phải có cái sự mà tương tác qua lại giữa hai bên để khắc phục nó nhanh nhất có thể. Còn nếu mà không có những cái như thế, tức là từ câu chuyện là quy trình phối hợp và những cái kỹ năng mà không có ấy, thì khi mà đã để xảy ra rồi thì cái việc khắc phục nó sẽ rất là lâu và nó sẽ gây ảnh hưởng cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến cả cái danh tiếng. Thưa quý vị, đây là một mô hình trung tâm dữ liệu của Viettel sẽ khai trương tại Hòa Lạc, Hà Nội vào tháng 4 tới. Điểm đáng chú ý của trung tâm này thì đây là công trình trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng bằng khoản vay xanh với những ưu đãi về tín dụng. Giá trị của khoản vay lên tới là 400 tỷ đồng. Và những ưu đãi về tín dụng cụ thể là biên lãi suất sẽ chỉ là 1% tối đa thay vì 2,5% như thông thường, giúp tối ưu từ 15% đến 20% chi phí lãi vay so với các khoản vay khác trên thị trường. Và để có được những ưu đãi này thì trung tâm cũng phải đáp ứng rất nhiều những điều kiện về phát triển bền vững. Những thiết bị chất lượng cao và đạt tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm dữ liệu mới của Viettel sẽ giúp tối ưu hóa mức tiêu thụ điện của trung tâm dữ liệu, đồng thời hiện thực hóa được mục tiêu của công ty về kiểm soát hiệu quả sử dụng điện năng BUE của trung tâm dữ liệu dưới mức trung bình toàn cầu là 1,5. Nhiều công ty tại Việt Nam có nhu cầu về data center và cloud cho biết giá cả vẫn là yếu tố quan tâm, song sự bền vững đang dần được chú trọng hơn. Đối tác mang đến một dịch vụ ổn định, chi phí hợp lý, support nhanh, vấn đề như về phát triển bền vững, như nhu cầu về tiết kiệm năng lượng nó sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến các dịch vụ của bên mình cung cấp cho đến khách hàng. Phát triển xanh, phát triển bền vững thì bắt buộc phải đầu tư các hệ thống công nghệ mới, các cái tiêu chuẩn về phát triển bền vững, trong đó áp dụng các công nghệ để AI để vận hành khai thác, bên cạnh đó là các cái công nghệ làm mát để tối ưu năng lượng. Sự ủng hộ của khách hàng đối với doanh nghiệp chính là cái lợi ích lâu dài của doanh nghiệp, chứ không phải vì lợi ích ngắn hạn của doanh nghiệp mà lấy cái chi phí để là tăng cho chi phí khách hàng. Chúng tôi là đơn vị tiên phong lĩnh vực này, nhưng không phải vì thế mà chúng tôi là bán giá cao hơn. Theo cơ quan năng lượng quốc tế, các trung tâm dữ liệu tiêu thụ xấp xỉ 1% nhu cầu điện trên thế giới, đóng góp 0,3% tổng lượng khí thải carbon trên toàn cầu. Do vậy, phát triển bền vững data center đang là nỗ lực góp phần thực hiện mục tiêu net zero hiện nay. Thông thường thì mỗi vị khách đến với chương trình Vietnam On, bên cạnh việc chia sẻ những cái câu chuyện xung quanh về công nghệ thì sẽ có một phần gọi là những cái từ khóa, và những cái từ khóa này là những từ khóa ngẫu nhiên. Mỗi một vị khách sẽ có 3 từ khóa mà chương trình đặt ra để các vị khách có thể chia sẻ về những cái suy nghĩ của mình, những quan điểm của mình xung quanh từ khóa đó, có thể là về cuộc sống cá nhân, có thể là về công việc. Và bây giờ thì xin được gửi tới anh 3 từ khóa. Đầu tiên sẽ là một từ khóa mà chương trình gửi tới trên màn hình ạ, từ khóa hợp tác ạ. Anh có suy nghĩ gì về từ khóa này? Hợp tác là một cái mà cái ngay từ đầu tiên mà Viettel Cloud đấy, những cái sản phẩm của Viettel khi cung cấp về dịch vụ điện toán đám mây cho khách hàng là một cái gần như là cái nguyên tắc đầu tiên. Bởi vì là Viettel Cloud sinh ra không phải là để đối chọi với những nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài, mà Viettel Cloud sinh ra là để làm sao đấy để mang lại cái dịch vụ về điện toán đám mây và những cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Để làm được cái như thế thì không phải là đến thuyết phục khách hàng là hãy bỏ ông kia đi mà sử dụng tôi, mà câu chuyện là Viettel Cloud sẽ đi song hành và hợp tác cùng với những đối tác có thể là những nhà cung cấp về phần mềm, nhà cung cấp về dịch vụ điện toán đám mây ở nước ngoài, sau đó thì đi cùng với Viettel để đến và thuyết phục khách hàng là làm sao đấy để cho nó nâng cao được cái chất lượng trải nghiệm của khách hàng hơn nữa. Thì cái tư tưởng là tư tưởng hợp tác trong công nghệ, tư tưởng về hợp tác trong kinh doanh, và làm sao đấy để giảm cái chi phí của khách hàng và tăng cái trải nghiệm khách hàng lên nhiều nhất. Thì đấy là cái tư tưởng xuyên suốt ngay từ đầu hình thành của Viettel Cloud. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa thứ hai mà chương trình gửi tới anh. Đó là từ khóa an toàn ạ. Từ này được dùng rất là nhiều trong cuộc sống. Chúng ta thấy là cần phải đảm bảo an toàn giao thông này, vân vân. Và có lẽ từ này là cái từ mà chúng ta mong muốn nhiều nhất trong cuộc sống của mình. Thế còn đối với công nghệ điện toán đám mây thì từ an toàn này gợi cho anh cái suy nghĩ gì?
trong công nghệ điện toán đám mây ấy, thì từ an toàn là cũng là từ mà các nhà cung cấp dịch vụ như Viettel được khách hàng hỏi nhiều nhất ngay từ khi mới bắt đầu tiếp cận và sử dụng dịch vụ. Khách hàng lo ngại rất là nhiều về vấn đề an toàn. Vấn đề đầu tiên mà khách hàng lo ngại là khi tôi đưa dữ liệu lên trên nền tảng điện toán đám mây thì làm sao tôi biết là dữ liệu của tôi được an toàn? Làm sao để nhà cung cấp dịch vụ có thể chứng minh được rằng là những cái chất lượng về dịch vụ này rồi là các cái hình thức để mà sử dụng dịch vụ này là cũng là an toàn, không bị mất mát về dữ liệu? Gần đây nhất thì xảy ra rất là nhiều những cái cuộc tấn công và trong các doanh nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới. Như con số mà mình vừa cung cấp là 40 cuộc tấn công một ngày và khoảng tầm gần 14.000 cuộc tấn công hàng năm. Khi mà càng xảy ra nhiều cuộc tấn công thì nó lại càng làm cho cái mối lo ngại về vấn đề an toàn nó càng dấy lên. Thì thực ra là cái vấn đề an toàn là những cái vấn đề mà bộ ban ngành và trong những cái chính sách và những cái quy trình quy định thông tư của nhà nước mình đã nói rất rất nhiều rồi. Nhưng mà cái vấn đề về an toàn thì nó lại câu chuyện là mất bò mới lo làm chuồng. Khi mà chúng ta còn đang hoạt động một cách bình thường mà chúng ta nhắc về vấn đề an toàn phải làm sao đấy để đảm bảo không bị tấn công ấy, thì nhiều khi người ta sẽ không, khách hàng sẽ không hiểu được là cái vấn đề đấy. Nhưng mà khi để xảy ra rồi, khi mất dữ liệu rồi, rồi sau đó là phải mất một khoảng thời gian để khắc phục, thậm chí là hàng tuần, hàng tháng, rồi là phải chi trả một số tiền để mà làm sao đấy để mà khôi, gọi là đền bù lại những cái thiệt hại như thế, thì lúc đấy thì người ta mới hiểu và nó lại tốn một thêm một khoản tiền nữa, nó thậm chí nhiều hơn cái khoản đầu tư từ ban đầu. Khoản đầu tư từ ban đầu nhiều khi là chỉ là để đề phòng, nhưng khoản đầu tư tiếp theo ấy, không chỉ là những để đề phòng nữa mà còn là khắc phục, mà còn là tiếp tục để làm sao để gia cố thêm nữa, và nó lại tốn hơn rất là nhiều. Thì thay vì là tại sao không đầu tư từ ban đầu mà lại là để sau cùng như thế này. Cái vấn đề an toàn là một cái vấn đề mà các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và ngay cả trong những cái cuộc sống hàng ngày của cá nhân, của các gia đình cũng phải lưu ý. Bởi vì làm sao để không, ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, nhà Vân Trang lắp một cái camera làm sao để mà biết được là không có ai đang truy cập vào trong cái camera đấy ngoài những người sử dụng nhà mình. Thì đấy là những cái mà một là những người sử dụng là phải có ý thức hỏi lại những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây đấy. Và cái thứ hai nữa là gì? Ý thức ở đây là ý thức câu chuyện là dữ liệu đây là dữ liệu của mình. Mình không thể chỉ tin quá vào một nhà cung cấp được mà phải có ý thức để mà sao lưu và dự phòng với dữ liệu đấy. Cả trong doanh nghiệp cũng như vậy. Để sao lưu và dự phòng để làm gì là mọi người đừng nghĩ đơn giản là chúng tôi có một cái dữ liệu của cá nhân, chúng tôi đưa lên trên một cái kho lưu trữ như kiểu OneDrive, sau đó thì chúng tôi tạo một cái tài khoản khác và chúng ta copy là như thế. Đấy không phải là sao lưu dự phòng. Cái sao lưu dự phòng quan trọng nhất là gì, là chúng ta phải để cho nó sang một cái không gian khác và hoàn toàn tách biệt so với cái không gian mà chúng ta đang sử dụng dịch vụ hiện tại. Để làm gì? Để khi mà cả nhà cung cấp đấy nó có vấn đề gì thì chúng ta có thể có một tìm một cách để mà chúng ta khôi phục nhanh nhất có thể. Cái đấy là cái tiên quyết đầu tiên mà bất cứ cá nhân và hay là doanh nghiệp nào cũng phải nghĩ tới để mà đảm bảo cái an toàn đấy cho mình. Cái thứ hai là luôn luôn phải dự phòng trong mọi tình huống xấu nhất bằng cách là học thôi. Các cái hình thức tấn công hiện tại đang là như thế nào, trên thế giới ra làm sao và tại Việt Nam là như thế nào. Trong doanh nghiệp nên tồn tại một bộ phận liên quan đến an toàn để mà tư vấn cho những lãnh đạo. Còn nếu mà không có thì có thể là thuê những cái dịch vụ từ các nhà cung cấp tại Việt Nam. Viettel có, VNPT có, CMC, VNG đều có hết. Và những cái tri thức và những cái kinh nghiệm như thế từ các nhà cung cấp như thế thì có thể giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu cái thời gian tìm hiểu và xây dựng sớm, đầu tư sớm, vì càng sớm thì nó lại càng rẻ, tránh những cái thiệt hại về sau này. Vâng ạ, đúng là những điều như anh vừa chia sẻ thì không phải ai cũng biết, đặc biệt là những người dùng cá nhân. Làm thế nào để có thể bảo vệ được dữ liệu của mình và làm thế nào để có thể sao lưu, thì rõ ràng là thông qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay, thông qua những chia sẻ của anh thì quý vị khán giả cũng sẽ phần nào biết hơn là chúng ta làm thế nào để có thể ý thức bảo vệ được dữ liệu của mình và có thể an toàn khi mà sử dụng công nghệ điện toán đám mây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, từ khóa xanh. Xanh được nhắc tới rất nhiều, chuyển đổi xanh, kinh tế xanh. Thế còn đối với công nghệ điện toán đám mây thì sao ạ? Công nghệ điện toán đám mây là một công nghệ rất đặc thù. Đặc thù ở điểm là để có thể cung cấp được dịch vụ điện toán đám mây hay là kể cả trí tuệ nhân tạo, tức là các cái dịch vụ mang tính chất là như kiểu là AI. AI đấy nó không chỉ đơn thuần là như mọi người thấy, mà để triển khai được một cái hạ tầng để cung cấp dịch vụ AI ở trên nền điện toán đám mây. Ví dụ như là Google về Cloud, Google về AI, Google AI, OpenAI, tất cả những hạ tầng của OpenAI là đang được chạy trên hạ tầng của Microsoft Azure Cloud. Đấy, và có nghĩa là gì? Là dịch vụ AI không phải là một dịch vụ riêng biệt, mà dịch vụ đấy đang được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây, và điện toán đám mây là cái hạ tầng chung nhất cho các cái dịch vụ về công nghệ mới sau này. Thì để mà triển khai được cái hạ tầng về điện toán đám mây yêu cầu một cái hạ tầng về trung tâm dữ liệu rất là lớn. Để triển khai được hạ tầng trung tâm dữ liệu thì lại yêu cầu về điện, yêu cầu về cả làm mát, và khi mà triển khai về cái điện và làm mát như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Vì đơn giản nhất là khi mà chúng ta bật cái điều hòa, chúng ta sẽ có dàn nóng và dàn lạnh, nó sẽ thải khí ra môi trường và làm cho cái nhiệt độ xung quanh nó nóng lên rất là nhiều. Kể cả điện cũng vậy, cần phải máy biến áp rồi chạy, rồi là thủy điện rồi. Thì tất cả những cái yếu tố như thế thì nó dẫn đến câu chuyện là ảnh hưởng rất là nhiều đến môi trường. Ở trong ngành trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây có một cái chỉ số là chỉ số về PUE, là chỉ số về tiêu thụ điện và chỉ số về xanh. Việt Nam đang trên đà để mà tiến tới cái câu chuyện là phát triển bền vững và xanh.
và có tất cả những cái trung tâm dữ liệu của Viettel từ năm 2024 trở về đi đều có một cái cam kết là sẽ giữ cái chỉ số tiêu thụ về hấp thụ điện ấy, là phải PUE là phải luôn luôn nhỏ hơn 1,4. Cái đấy là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là năm vừa rồi thì Viettel cũng tham gia vào cam kết với một số cái liên minh để làm sao đấy để là đảm bảo cái mức độ bền vững, và tất cả những cái công trình của Viettel, không chỉ là trung tâm dữ liệu về điện toán đám mây hay là kể cả những cái tòa nhà nữa, đều đi follow theo một cái tiêu chuẩn về công nghệ xanh. Ví dụ là tòa nhà của trụ sở của tập đoàn Viettel đang là một tòa nhà được theo cái tiêu chuẩn và thiết kế về xanh, về sạch và được đánh giá cao nhất ở trong khu vực Đông Nam Á. Cái xanh này là một cái gọi một cái việc công việc nhỏ thôi, nhưng mà dần dần khi mà tất cả các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây là đều theo một cái tiêu chuẩn xanh như vậy, mà sẽ giúp cho cái cam kết về phần môi trường, về phần bảo vệ cho cái môi trường và cái sự phát triển bền vững về sau này. Vâng ạ, như vậy là phát triển công nghệ điện toán đám mây nhưng mà vẫn cam kết bảo vệ môi trường và vô cùng bền vững. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn anh đã đến với chương trình Việt Nam On ngày hôm nay và gửi tới quý vị khán giả những kiến thức, những câu chuyện và những lời chia sẻ. Xin trân trọng cảm ơn Vân Trang và xin trân trọng cảm ơn các quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị, với ưu điểm dễ truy cập, người dùng có thể truy cập dữ liệu đám mây mọi nơi mọi lúc và cung cấp quyền truy cập rất nhiều người. Nếu không quản lý chặt chẽ quyền truy cập, quản lý danh tính thì rất dễ trở thành điểm yếu để tin tặc khai thác tấn công, từ đó dẫn đến nguy cơ bị mất dữ liệu. Rủi ro an ninh mạng trong điện toán đám mây còn trở nên phức tạp hơn khi mà các tổ chức muốn sử dụng nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây để đáp ứng các nhu cầu hoạt động. Theo thống kê, hiện 80% dịch vụ điện toán đám mây tại Việt Nam là của những nhà cung cấp nước ngoài, đơn vị trong nước chỉ cung cấp 20%. Nhưng do các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chưa thiết lập hạ tầng tại Việt Nam, đây cũng là một khó khăn, thách thức trong bảo mật dữ liệu nếu không đáp ứng luật an ninh mạng Việt Nam. Và cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ở phần cuối chương trình sẽ là tin chuyển đổi số 247. Một chính quyền điện tử thân thiện, một đô thị an toàn, nơi người dân cảm thấy hạnh phúc. Giải pháp thành phố thông minh của Viettel Solutions được may đo theo bài toán cụ thể của từng địa phương. Hãy kiến tạo những thành phố thông minh, an toàn và bền vững hơn. Với mục tiêu trở thành trung tâm dữ liệu khu vực, cáp quang quốc tế của Việt Nam được xác định là thành phần quan trọng của hạ tầng số, phải được đầu tư trước, bảo đảm kết nối của Việt Nam ra quốc tế có dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, bền vững, xanh, thông minh, mở và an toàn để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số và hội nhập quốc tế. Ngày 11 tháng 4, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, Viettel Solution cùng với Tập đoàn Singapore, Singtel ký biên bản hợp tác triển khai tuyến cáp biển Việt Nam-Singapore VTS. Theo thỏa thuận, hai bên dự kiến sẽ triển khai xây dựng tuyến cáp biển VTS kết nối trục chính Việt Nam-Singapore với cấu hình 8 cặp sợi, sử dụng công nghệ ghép bước sóng hiện đại nhất hiện nay. Trạm cập bờ của trục chính là Việt Nam và Singapore do Viettel, Singtel quản lý. Ngoài ra, tuyến cáp dự kiến có các nhánh cập bờ tại Campuchia, Thái Lan, Malaysia. Thời gian dự kiến tuyến cáp đưa vào khai thác vào quý 2 năm 2027. Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, hai doanh nghiệp là Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã chung đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện trong tháng 3 năm 2024. Theo đó, Viettel chung đấu giá khối băng tần B1 2.500-2.600 MHz với giá 7.533 tỷ đồng. Trong khi đó, VNPT chúng đấu giá khối băng tần C2 3.700-3.800 MHz với giá 2.581 tỷ đồng. Riêng khối băng tần C3 3.800-3.900 MHz do chỉ có một doanh nghiệp nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá, không đủ số lượng tối thiểu theo quy định luật đấu giá tài sản nên cuộc đấu giá không thành công.